Bao nhiêu chị? 75 đó em. Dạ, cái đầu lớn nè, 75 nè cô chú. Ồ, nhìn thấy hấp dẫn không? Quá lắm. Cái đầu này là bao nhiêu anh? Cái đầu vừa 60. Dạ, cái đầu vừa là 60 nha cô chú. Dạ, kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hiện tại là hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV đến một địa điểm về bún cá Châu Đốc nha cô chú anh chị và các bạn, trên đường Hậu Giang. Kia là cái cầu Hậu Giang nè cô chú, ngay chỗ chân cầu Hậu Giang nè, bên quận 6. Bún cá Châu Đốc chị Trang. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong xem cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Có gì vậy anh chị đồng chí chứ? Đây là chị Trang. Chào chị Trang. Cái này là của anh. Của mẹ. Đây là bông điên điển nha cô chú. Có bông điên điển. Cái tủ ấn tượng lắm. Hôm nay thời gian mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị Trang? 4 giờ chiều á em. Dạ. 4 giờ đến 11 giờ. Dạ, 4 giờ chiều đến 11 giờ. Nhưng mà bữa nào hết sớm thì dọn sớm. Dạ, bữa nào hết sớm là dọn sớm nha cô chú. Nước lèo này cô chú, thơm phức luôn. Địa chỉ của chúng ta đó là 401 Hậu Giang, phường 11, quận 6 nha cô chú anh chị và các bạn. Có cái bảng này buổi sáng là bán cà phê này nhỏ nhỏ nè cô chú à, thấy không? Tới đây thì ngồi thưởng thức. Giá thì mình thấy là bún cá là 35k, bún không cá là 20k, đặc biệt là 48, cũng như là bún đầu cá thì tùy loại nha cô chú. À, cao nhất là 75k. Cái này bữa nay mình có ship đồ cho khách không chị Trang? Có đặt ráp với lại cái gì bún nâu á. Dạ à. Ráp bún nâu, tức là bún cá Châu Đốc chị Trang đúng không? Dạ. Ba đó là đồ cá cầu đậu. Bún cá gì? Bún cá không độ hả? Không đậu, không đậu đũa. À, không đậu đũa hả? Dạ. Nhìn cái tủ rau không? Quá trời. Như tô này là bao nhiêu anh trai? Dạ, bún cá bình thường 35 ngàn anh. Dạ, tô bún cá bình thường là 35 ngàn. Dạ, tạm biệt bún cá. Dạ.
đứng gần nó khói lây nó thơm lắm, thơm mùi mắm. Hai phần về nha cô chú. Ngoài bán tại chỗ thì chị Trang có bán trên các app Now Food đó. Đây là phần mang về. Khách tới nha cô chú, khách tới thì quý cô chú anh chị và các bạn mình tới đây mình ngồi, mình ngồi ở mấy cái bàn chị sắp xếp á. Bình thường một đặc biệt một dĩa rau thì đậu bún với cù nè thôi, còn dĩa đầy đủ. Về thì lấy cù nèo với rồi đậu đũa công viên điển thôi. Rồi.
đầu thì cũng đầu vừa à, thì 60 theo cô chú, 70 và 75 tấn và 75. Cái này là một cái bún đầu dưới đây. Ở trên hai bún cái lớn. Con không có để lên được. Đây đây đây. Bún đầu cuốn nào. Thank you.
cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy cái nồi không, nó nước nó sôi lên, nó thơm phức luôn á. Một con cá về lâu chủng luôn. Một con cá về lâu chủng luôn. Đây là bún cá đầu nha. Cái này là cái đầu của anh. Yeah. Bún đầu. Đây là tô đặc biệt nè, dạ, tô đặc biệt là cá nhiều là 48k nha cô chú. Trang là cử con gái, bữa nay cử con gái ra thu tiền đó, con gái chưa có người yêu nha. Anh nào muốn ăn muốn chả cá rồi muốn có người yêu nè, anh nào muốn có người yêu thì cứ ghé ăn bún cá đi, cứ ghé ăn bún cá đi. Cách vô đó cô chú, cách vô tấp nập để thưởng thức. Các anh làm rất là nhanh tay nha. Đó, sắp tới ngồi nè cô chú, nhập bàn luôn á. Một cá màu đầu lớn, không con nào. Của chị là đầu lớn sao này đúng rồi nha. Không chan nước luôn anh. Dạ, có anh. Đó, nãy từ nãy mình quay ở đây đầu rất là nhiều luôn, bây giờ đã hết rồi, dặn mấy cô chú. Nước nhiều thì mình cho nước nhiều, ít là mình cho ít cái gì hả? Dạ.
của người đào nước cho nó nóng. Dạ. À đúng rồi, đổ nước vô nó nóng. Cuộc sống Sài Gòn TV xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay em đi trên đường Hậu Giang như cô chú, một địa điểm về bún cá Châu Đốc của chị Trang ngay chỗ chân cầu Hậu Giang á, thì bán là tầm khoảng là 4 giờ tức là 16 giờ đến 23 giờ nha hàng ngày. Nhưng mà cái thời gian bán từ 4 giờ là bắt đầu. Còn mà cái thời gian á, nếu mà bán hết sớm á, thì chị sẽ hết sớm là nghỉ sớm nha cô chú. Ngay chỗ điện máy xanh này, nhìn đối diện qua là nhìn thấy liền hả. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo.